em không cố tình đi thi cuộc thi hương sắc thời gian hay gây quỹ từ thiện để được nổi tiếng hơn người. Em chỉ muốn anh và mọi người trong gia đình biết em vẫn là một người phụ nữ có giá trị, sống có ích trên đời này và được anh tôn trọng. Trước khi lấy anh, rồi ở nhà làm nội trợ, nuôi nấng hai con, chăm sóc mẹ, em cũng là cô gái đầy nhiệt huyết, sống có khát vọng, luôn mong muốn mình được làm những việc có ích nghĩa cho cộng đồng. Nhưng anh nói đúng, em làm gì cũng sai, vì em không có năng lực gì hết, chỉ giỏi gây họa cho bản thân, gây hại cho cả nhà mình. Mình ơi, em sai rồi. Em xin lỗi anh và các con. Em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa và nhìn các con. Có chuyện gì đấy bố? Sao thế ạ? Bố? Sao thế ạ bố? Mẹ các con lại bỏ đi rồi. Để con gọi điện cho mẹ. Lấy điện thoại cho anh. Dạ. À, mẹ tắt máy rồi. Anh gọi điện cho mẹ em đi, biết đâu mẹ sang đấy. Đây, anh đang gọi đây. Alo mẹ à? Vâng, mẹ con có bên đấy không ạ? À không, không, không có chuyện gì đâu ạ. Vâng, mẹ ngủ đi ạ. Con chào mẹ. Bà ngoại các con gọi. Alo, con chào mẹ. Sao ạ? Dạ vâng ạ. Con biết rồi ạ. Con sẽ đi tìm cô ấy ngay ạ. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ báo sớm cho mẹ. Dạ. Bà bảo gì đấy ạ? Mẹ gọi điện sang cho bà ngoại, đòi sang bên đấy định cư, nhưng bà không đồng ý. Mẹ con có ý định này thì cũng chưa đi ngay được đâu. Tại bọn con vô tâm quá đấy. Để bọn con đi tìm mẹ bố nhé. Biết tìm ở đâu bây giờ? Không biết thì vẫn phải tìm thôi ạ. Mẹ đã gọi sang bên đấy tức là... Chị Xuân ở đây! Ở đâu? Mẹ ơi, chị Xuân ở đây! Ở trong này! Chị Xuân ở trong này! Đúng mẹ rồi. Người phụ nữ này đã đứng đây rất lâu và có biểu hiện bất thường. Tôi rất muốn lại gần nhưng sợ chị ấy làm liều. Mọi người hãy chia sẻ. Để ai là người nhà thì lập tức dính cầu mới ngay. Anh đi, ở nhà chung bà nhé. Bà ơi! Em ơi, đừng đứng đi em. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Đúng rồi đấy chị ạ. Chị ơi, chị đừng làm điều gì dại dột chị ạ. Chị ơi, nhà chị ở đâu hả chị ơi? Chị ơi, chị xuống đi chị. Bây giờ phải làm sao chị ơi? Em, chị ơi, em ơi. Gia đình chị đang đi nha. Người nhà. Đừng lại. Xuân, nghe anh, đừng dại dột. Em rất mệt mỏi. Em không chịu nổi nữa. Nghe anh này, có gì về nhà nói chuyện. Anh biết trong chuyện này anh cũng là người có lỗi, nhưng anh và các con luôn tôn trọng và yêu thương em mà. Mẹ ơi, em không muốn gây chuyện cho cả nhà nữa, nhưng em không biết đi đâu. Ở lại em không còn mặt mũi để nhìn mọi người. Không mẹ ơi. Xuân, mẹ, anh biết lỗi của anh rồi mà. Cho anh cơ hội để sửa sai nhá. Mẹ về nhà đi ạ. Đừng lại. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ, hơn 30 năm làm vợ anh, nhưng em vẫn là người dưng. Đến mẹ đẻ cũng không chứa chấp em.
Em chẳng có chỗ nào để đi cả. Em cô đơn lắm. Em cô đơn lắm, anh có biết không? Anh có biết không? Anh có biết không? Quyên ơi! Quyên ơi! Bà ơi! Bà! Quyên ơi! Bà ơi, cháu đây! Quyên ơi! Bà ơi! Bà! Mẹ! Ôi, thằng! Đồ mẹo mà gà đồng, giữa ban ngày ban mặt, mày lại mang nó về đây à? Kìa. Bà! Đồ hồ ly tinh! Đồ con đồ hồ ly tinh! Bà ơi! 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 Con đây! Con đây rồi! Quyên! Dạ. Quyên đây rồi! Con bị làm sao không? Con không ạ. Sao con đứt hết như thế này? Nó đẩy con xuống hồ đúng không? Con hồ ly tinh! Con hồ ly tinh! Bà ơi! 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 Xin mẹ đây! Là con bị ngã! Con đang đau quá! Con đau quá! Con bị đau à? Mẹ lên xem cho con đi! Ừ! Lên nhà! Mẹ xem cho con! Vâng nhá! Mình lên nhà đi! Đi bà! Cút đi! Cút hết đi! Nào mẹ! Bố mẹ lên phòng nghỉ đi ạ. Em tắm đi.